Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Trong cái video lần này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể đọc được những cái tin nhắn đã bị thu hồi mà những người khác đã gửi cho mình, họ đã thu hồi ở trên cái tài khoản Messenger và trên cái tài khoản Zalo nhé. Thì với cách này thì chỉ áp dụng được trên những cái dòng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android, và các bạn cũng chỉ thực hiện đọc được cái tin nhắn thu hồi trong vòng 24 giờ thôi nhé các bạn nhé. Và để đọc được tin nhắn đã thu hồi thì các bạn cần phải trên chiếc điện thoại của mình, các bạn cần phải vào cái phần cài đặt, các bạn cài đặt cho mình nhá. Thì đây, mình đang sử dụng chiếc điện thoại Samsung A12 đây. Thì mình sẽ vào trong cái phần cài đặt nhá. Các bạn sẽ vào cái phần bánh răng này. Tiếp đến thì các bạn sẽ kéo lên và các bạn sẽ tìm đến cho mình cái mục thông báo. Và các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần đây, các bạn kéo lên và các bạn chọn cho mình vào cái phần cài đặt nâng cao. Tiếp đến thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái dòng là nhật ký thông báo nhé. Đó, và ở đây thì đang tắt thì các bạn sẽ bật lên cho mình. Đó, vậy là mình đã cài đặt xong chiếc điện thoại của mình rồi. Mình sẽ quay trở lại này. Và mình sẽ dùng đến cái điện thoại của anh mình để mình thử nhắn tin Messenger và nhắn tin Zalo. Sau đó mình sẽ thu hồi lại để xem mình có đọc được hay không nhé các bạn nhé. Mình sẽ vào đây. Đầu tiên thì mình sẽ vào cái tài khoản Messenger của mình nhé. Đó, mình sẽ nhắn tin. Mình sẽ dùng cái điện thoại của anh mình sẽ nhắn tin cho mình đây nhá. Đó, mình sẽ nhắn tin này. Alo, em đang làm gì đấy nhá. Cứ đại khái là như vậy. Các bạn xong rồi mình sẽ nhắn tin này. Đó, mình sẽ nhắn tin tiếp 2-3 tin nhắn luôn nhá. Đó. Đây nhá, mình đã nhắn 3 cái tin nhắn này rồi. Mình đã nhắn xong 3 cái tin nhắn rồi. Tiếp đến thì mình sẽ thu hồi lại nhá. Mình sẽ thu hồi này. Thu hồi với mọi người nhá. Ở đây mình thế này. Đó, vậy là mình đã nhắn tin cho cái chiếc điện thoại của mình đây. Mình đã nhắn tin cho 3 tin nhắn và mình cũng đã thu hồi. Bây giờ mình thử vào mình xem mình có đọc được cái tin nhắn thu hồi này hay không nhá các bạn nhá. Các bạn để một tí nào. Bây giờ mình sẽ vào cái Messenger của mình nhá. Đây các bạn để ý đây, đây đã xuất hiện ra là Hải Ham Học đã nhắn tin đây nhưng mà đã thu hồi một tin nhắn. Các bạn để ý đây, đã có 3 cái tin nhắn đây nhưng mà đã thu hồi nhá. Đây này, các bạn nhìn này, đã bị thu hồi. Và giờ mình thử xem mình có đọc được cái tin nhắn này, xem họ nhắn tin cho mình gì không nhá. Và mình cũng sẽ quay trở lại. Và các bạn cũng sẽ vào cái phần cài đặt và các bạn sẽ tìm đến cho mình phần thông báo nhá. Đây, mình sẽ vào cài đặt này. Và các bạn cũng sẽ vào thông báo này. Tiếp đến thì các bạn cũng sẽ chọn cho mình đến cái phần là cài đặt nâng cao. Và các bạn cũng sẽ chọn cho mình vào cái dòng là nhật ký thông báo. Đó, và các bạn để ý đây, ở đây có cái dòng của Messenger thì các bạn sẽ chọn đây nhá. Chọn vào cái mũi tên này. Đó, các bạn nhìn thấy đây, đây là những cái tin nhắn mà họ đã nhắn cho mình, sau đó họ đã thu hồi rồi. Thì mình đã đọc được đây nhá. Alo anh này. Vậy là mình đã đọc được cái tin nhắn thu hồi ở trên cái tài khoản Messenger. Và trên Zalo thì các bạn cũng sẽ làm tương tự. Và mình cũng sẽ làm luôn để cho các bạn có thể hiểu rõ hơn. Đây mình sẽ, mình cũng sẽ vào cái tài khoản nhé. Và mình cũng nhắn tin. Đây. Đó. Vậy là mình đã nhắn 2 cái tin nhắn này rồi. Giờ mình sẽ thu hồi lại 2 cái tin nhắn này nhá. Mình sẽ thu hồi. Mình sẽ thu hồi này. Đó, vậy là mình đã thu hồi rồi nhá. Và giờ mình sẽ lại xem có đọc được cái tin nhắn Zalo đã bị thu hồi không nhá. Mình cũng sẽ vào cài đặt. Tiếp đến mình cũng sẽ chọn vào thông báo. Và chọn vào cái phần cài đặt nâng cao.
Tiếp đến thì mình sẽ chọn vào cái phần nhật ký thông báo. Và ở đây có 4 cái thông báo của Zalo nhé, tức là những cái tin nhắn đã thu hồi trước đó. Thì mình sẽ chọn vào đây. Các bạn có thể nhìn rõ là những cái tin nhắn mà họ đã thu hồi đây. Các bạn đã nhìn rõ những cái tin nhắn mà họ gửi cho mình, họ đã thu hồi nhá. Đây này, alo anh này. Đó, và mình sẽ quay trở lại. Đó, vậy là rất đơn giản thôi. Cái video vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể đọc được những cái tin nhắn mà ở người kia người ta đã gửi cho mình nhưng mà họ lại thu hồi lại. Thì xem xong cái video này, các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.